KBV 321, 321. À, 1 phút đầu tiên thì chúng ta không có âm thanh. Bây giờ âm thanh trở lại rồi. Welcome một lần nữa tất cả các quý khán trên giờ đã trở lại chương trình của buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình của The LV News. Chương trình chúng ta sẽ live streaming trực tiếp vào lúc 12 giờ giờ tiểu bang California. Ok quý vị, bây giờ để coi coi chúng ta đi vào cái bản tin tựa đề đi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào phần trắng dốc. Bản tin tựa đề ngày hôm nay được đem đến cho quý vị trên trang mạng của The VLKT News tiếng Việt. Trong một động thái đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía cả hai chính trị, Hội đồng tiểu bang của Bắc Carolina do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã bỏ phiếu vào thứ Năm tuần này để giữ tên của Robert F. Kennedy Jr. trên lá phiếu bầu vào tháng 11, bất chấp việc ứng cử viên độc lập này mới đây đã rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ cho Tổng thống Trump. Rất là bị ổi, tiểu bang North Carolina là tiểu bang trong quá khứ là thành trì của đảng Cộng hòa chúng ta, nhưng hiện giờ tiểu bang này là tiểu bang tiến địa. Kennedy, người đã bỏ cuộc đua giành chức vị tổng thống và từng rất là chính thức yêu cầu xóa tên khỏi cái lá phiếu. Quyết định này được thông qua với tỷ lệ 32. 32. Được các nhà phê bình mô tả là một ví dụ nữa của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ thao túng cái quá trình bầu cử. Ông Dennis, một cựu dân biểu dân chủ đến từ Ohio, người quản lý chiến dịch của ông Kennedy trước khi từ chức vào tháng 10, đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình, mô tả DNC, Đảng Dân Chủ, hoạt động như một nhóm cực đoan và quyết tâm loại bỏ sự cạnh tranh và duy trì quyền lực. Ông nói: "Tôi không thể nói thay cho chiến dịch như một lần. Như một mặt là đảng Dân Chủ đang cố gắng ngăn chặn Robert F. Kennedy Jr. tiếp cận cái lá phiếu. Mặt khác họ đang cố gắng giữ ông ấy trên cái lá phiếu." Ông Dennis nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào sáng tuần này. Điều này có nghĩa là đảng Dân Chủ đang hoạt động như một tổ chức cartel với cái nhóm lợi ích ủng hộ đó. Họ không muốn bất kỳ sự cạnh tranh nào. Bắc Carolina là một tiểu bang mới nhất mà các viên chức bầu cử phản đối cái yêu cầu của Kennedy được loại khỏi lá phiếu. Quyết định của hội đồng tiểu bang được đưa ra sau một cuộc họp căng thẳng và phút chót để xem có loại bỏ đảng We the People. Đảng đã đề cử Kennedy khỏi danh sách của đảng tổng thống được công nhận trên lá phiếu Bắc Carolina hay không. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã diễn ra theo cái đường lối đảng phái, với ông chủ tịch Allen, một thành viên của đảng Dân Chủ. Hai đảng Dân Chủ khác đã bỏ phiếu giữ Kennedy trên lá phiếu, trong khi hai thành viên của Hội đồng Cộng hòa phản đối cái động thái này. Các nhà chính trị coi quyết định này là một nỗ lực tính toán của đảng Dân Chủ nhằm thu hút bớt cái phiếu bầu khỏi Tổng thống Trump, đặc biệt là những tiểu bang dao động quan trọng như tiểu bang North Carolina. Các cuộc thăm dò bao gồm các cuộc thăm dò cho chiến dịch tranh cử của Kennedy tiến hành nội bộ đã chỉ ra rằng sự kiện và hiện diện của Kennedy trên lá phiếu sẽ thu hút phiếu bầu hơn từ Tổng thống Trump hơn là Kamala Harris. Các thành viên của Đảng Dân Chủ của Hội đồng Bắc Carolina trích dẫn là tính không thực tế để việc in lại cái lá phiếu vì lý do quyết định của họ, chỉ ra rằng các lá phiếu gửi qua thư được lên lịch gửi bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 và nhiều quận đã bắt đầu in. Tuy nhiên, các người chỉ trích đây là ví dụ mới nhất về cách tiếp cận không nhất quán và cơ hội của đảng Dân Chủ, là bởi vì trong nguyên tắc Joe Biden, tụi nó bỏ qua cái lá phiếu, tụi nó bỏ Joe Biden và đưa Kamala Harris và Tim Bong vào, nhưng mà tụi nó không bỏ được tên của Kennedy ra ngoài. Ông Dennis, người đã phát động một cuộc chiến dịch quốc hội độc lập quận 7 của Ohio, nhớ lại cách mà đảng Dân Chủ xây dựng một quy tắc bỏ phiếu bầu sơ bầu tổng thống cho 2024, khiến bất kỳ ai cũng gần như không thể thách thức được Biden.
Họ đã xây dựng hàng chục quy tắc để tạo ra cái tình huống khiến cái việc tiếp cận lá phiếu trên khó khăn, xếp chồng lên nhau về số lượng đại biểu trực trái, làm tăng cái chi phí tham gia cho những người thách thức, gian lận triệt để cuộc bầu cử sơ bộ có lợi cho Joe Biden. Wow, nói chung là cái bản tin này cũng rất là dài. Vì nào rảnh quẩn muốn đọc thì vào cái chương trình của The VLKT News tiếng Việt. Vì subscribe vào cái chương trình đó thì chúng ta sẽ chi tiết hơn. Như vậy thì cái đảng điếm dân chủ vẫn tiếp tục thể hiện cái khả năng phi dân chủ của họ. Mà tôi chỉ hy vọng rằng những cử tri độc lập họ phải suy ngẫm về điều này. Tôi chỉ hy vọng rằng những cử tri độc lập phải nhìn thấy cái nền kinh tế đang tệ hại với thời của Kamala Harris. Nói đến nền kinh tế tệ hại thì sáng ngày hôm nay có bản tin trên chương trình của The VLKT News tiếng Việt. Hàng loạt các nhà hàng lớn phá sản năm 2024 thời kinh tế của Biden và Kamala Harris. Nhà hàng Roti cũng phá sản, Red Lobster cũng phá sản, Boxer Raymond cũng phá sản, nhà hàng World of Beer cũng phá sản, đặc biệt nhà hàng Rubio. Rubio là nhà hàng mẻ, không biết quý vị có từng ăn Rubio White chưa? Nhưng mà trong đây quá khứ thì tôi cũng thường dẫn con cái tôi đi ăn ở nhà hàng Rubio dưới thời của Tổng thống Trump. Rất tội nghiệp quý vị. Rubio là một nhà hàng, họ phá sản là bởi vì họ nói rằng là cái chi phí tăng và lượng khách vào giờ ăn trưa giảm. Chị Thu Ngân nói rằng đọc cái bản tin nhà hàng phá sản chị cảm thấy nhột nhột. Em chỉ hy vọng rằng là nhà hàng chị còn tồn tại thôi, chứ thật sự còn cái nhà hàng của Nô Bì Võ nữa thì tôi cũng chẳng biết lần dạo này Nô Bì Võ nó làm ở đâu luôn rồi, chắc nó đang lên kế hoạch mở thêm một chục cái nữa. Ok quý vị, và đó là bản tin tựa đề của buổi trưa ngày hôm nay. Thì welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình The LV News của chúng ta. Wow, đúng là ngày hôm nay là ngày Labor Day. Quý vị vẫn tiếp tục biến mất khỏi hành tinh. Chỉ còn có 141 khán thính giả nghe live streaming trực tiếp. Sáng ngày hôm nay có bản tin rất là ê chề cho cái thằng Mark Cuban. Mark Cuban tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas, cái thằng mà đi bưng bô cho bà Kamala Harris. Tội nghiệp quý vị. Tôi có chia sẻ cái bản tin này trên cái trang mạng Facebook của tôi. Chả mày đặt chả lên trang mạng của X. Chả mày đặt, chả đặt câu hỏi thăm dò ý kiến. Chả có 888.8 triệu người theo dõi trên trang mạng của X của Elon Musk. Bạn muốn thấy con trẻ lớn lên với tính cách và nhân cách của ai? Trump và Kamala Harris. Cái thằng này tưởng bở quý vị, nó tưởng chắc hẳn chắc cực phụ huynh ai cũng khùng như nó, ai cũng điên như nó, cái thật sự muốn con cái và đặc biệt là con gái của quý vị lớn lên giống như bà Kamala Harris, lấy lỗ làm lời quý vị, lấy lỗ làm lời, lên hỏi câu như vậy chắc tưởng rằng là 8.8 triệu người theo dõi ủng hộ cho Kamala Harris. Nhưng mà đáng buồn là gì? Trong 804.173 cái lá phiếu, 68.9%, họ nói rằng họ muốn thấy con trẻ lớn lên với tính cách và nhân cách của ông Trump. Trong đó có 31.1% lớn lên giống như Kamala Harris. Mà cái điều đáng nói là gì? Người ta chẳng những người ta không bầu cho Kamala Harris overwhelmingly, mà người ta còn chửi, người ta còn đặt câu hỏi với cái thằng khùng này. Người ta còn đặt cái câu hỏi với thằng khùng này. Mày thật sự không biết vấn đề chủ nghĩa xã hội cộng sản và Marxism như thế nào ha? Có người đặt câu hỏi rằng là Ủa? Mày ác tiên giống ông Trump lắm, nhưng mà thật sự mày không thể nào sáng mà ông Trump cả. Chính xác quý vị. Những cái thằng này là những cái thằng nó không khe về vấn đề lạm phát. Nó có hàng tỷ đô la, bây giờ tôi có 20 triệu đô la, tôi cũng chẳng khe lạm phát, nó chỉ có hàng tỷ đô la như nó.
Bây giờ tôi có 5 triệu đô la, tôi khoe thiệt. Năm bây giờ người nào mà có khoản tài sản 5 triệu đô la thì cũng khoe cái lạm phát. Nhưng mà cái optimal point là vì có 20 triệu đô la mà chẳng khe làm phát. Như thằng này nó có vài tỷ đô la. Thành ra nó đi ăn đâu cần trả tiền đâu. Nó đi ăn ở đâu có suy nghĩ rằng tôi vỡ. Ở chỗ này bán 19 đồng, chỗ kia bán 20 đồng, hay chỗ nọ bán 15 đồng. Nó đâu bao giờ xách cái mặt heo của nó. Đi chợ đi mua đồ ăn, đồ uống, mua thịt, mua rau, củ quả, hay là mua trứng, mua thịt bò, thịt gà mà tăng mạnh mẽ như thời của Biden như Kamala Harris đâu. Nó có bao giờ đi shop around để nguyên tắc nó có thể trả được cái tiền bảo hiểm xe đâu. Tụi nó hoàn toàn không có về điều này. Và tụi nó có những tưởng rằng là gì? Tụi nó có những tưởng rằng là cái cử tri ai cũng giống tụi nó cả. Tại vì tụi nó có quá nhiều tiền thì cuộc sống của nó indifferent, quý vị, nó không có khác biệt nhau gì cả. Bây giờ có những người lớn tuổi đó thì họ vẫn cảm thấy được sự khác biệt. Trong đó những người nào mà nhận tiền cái lương hưu của chính phủ và lương hưu của quý vị. Tiếp tục, nhiều cái sự kiện thê thảm. Ngoài cái vấn đề nhà hàng mà phá sản hàng loạt thì chúng ta thấy cái vấn đề lãi suất về nợ tín dụng cũng đã tăng khoảng 25%. Thì tôi cũng chẳng hiểu cái ngày lấy birthday này biết bao nhiêu người ăn mừng ngày lấy birthday mà vẫn tiếp tục chi tiêu bằng cái nợ tín dụng. Thì cái đó là cái mà quý vị hoàn toàn đặt cái câu hỏi về nền kinh tế của Biden. Còn buổi trưa ngày hôm nay nó còn chấn động hơn. Trong cái chương trình buổi sáng mà chúng ta nói về một anh chàng quốc tịch người Mỹ đã bị cái nhóm khủng bố Hamas bắt và đã giết chết trước khi đất nước Israel giải thoát cho họ. Thì Joe Biden, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 9 của 2024, vẫn tiếp tục đi nghỉ dưỡng tại căn nhà của ông ở Delaware. Cái chết của anh chàng này đó quý vị là cái chết của truyền thông dịch tả của Mỹ luôn. Khi mà tôi nhìn vào tất cả những cái headline trong cái chương trình buổi trưa ngày hôm nay, hoàn toàn là đám truyền thông nó sử dụng cái từ là chết ra đi. Đáng lẽ cái từ này phải sử dụng đúng là cái từ gì biết không? Murder mà đúng. Nhưng mà truyền thông nó không khe. Nó không khe với việc nó vẫn ca ngợi cho cuộc khủng hoảng của đất nước Israel và Hamas mà. Tụi nó là người gần như đã sử dụng tất cả những cái thuật ngữ, ngữ pháp, cấu trúc, câu từ của tụi nó để bảo vệ những nhóm khủng bố Hamas mà. Và đổ cái trách nhiệm lên đầu của đất nước Israel. Đổ cái trách nhiệm lên đầu của Netanyahu. Đổ cái trách nhiệm lên đầu của cái gọi rằng là một đất nước đi xâm chiếm đất nước Palestine. Vì thế cách tụi nó báo cáo về cuộc khủng hoảng tại những trường đại học lớn như Columbia, đại học Harvard vân vân, khi mà một nhóm đứng ra biểu tình và ủng hộ công khai cho nhóm Hamas, kinh khủng lắm quý vị. Joe Biden sáng ngày hôm nay vẫn tiếp tục nói rằng là tôi làm việc rất mệt mỏi để có thể giải thoát cho con tin gốc Israel người Mỹ. Rất trắng trợn. Cái statement của ông được đưa ra trong cái buổi trưa ngày hôm nay giống như là một cú tát vào mặt của những kẻ ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Tức là ngu á, là cho đảng Dân Chủ nó ngu. Ông nói rằng tôi làm việc không mệt mỏi để đưa Hush yêu dấu của họ đến với họ một cách an toàn và đau lòng trước tin tức cái chết của ông ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc suốt ngày để mới đạt thỏa thuận bảo đảm việc thả con tin. Ông sợ chó quá đi ông Joe Biden ơi. Ông sợ y chang như cái đám đảng Dân Chủ và Kamala Harris. Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi.
Không biết mệt mỏi hay là trên thực tế ông vẫn tiếp tục đi du lịch. Ông vẫn tiếp tục vacationing 2 tuần lễ, quý vị không thấy Joe Biden đâu cả. Joe Biden vẫn tiếp tục hưởng lợi từ tiền thuế của người dân, vẫn tiếp tục phè phỡn đi du lịch, enjoy trên bãi biển của ông. Joe Biden một lần nữa phải đối mặt với sự chỉ trích khi ông trở về căn nhà của ông tại Delaware. Những người chỉ trích cho rằng Biden đã dành gần một nửa cái nhiệm kỳ tổng thống của mình để ăn chơi, nghỉ ngơi, với chi phí liên quan có thể lên tới hàng chục hoặc là hàng trăm triệu đô la. Việc Biden thường xuyên nghỉ ngơi đã dấy lên cuộc tranh luận về quản lý hiệu quả của đất nước. Và ngày hôm nay Biden lại tiếp tục xào và cho rằng tôi đã làm việc không biết mệt mỏi, mà ông đã đi nghỉ 2 tuần. Tuần đầu tiên thì qua tiểu bang California, ở Santa Barbara, California. Tuần thứ hai là ở Rojo Beach tại Delaware. Bây giờ tôi cũng chẳng biết thật sự ông làm việc không biết mệt mỏi hay là làm việc suốt đêm như thế nào khi mà hình ảnh được chụp ra toàn là nằm enjoy ở biển không. Và cũng không thấy trở lại tàu bà đốc mà khi cái nước Mỹ on fire tại cái biên giới của nước Mỹ. Khi cái nước Mỹ bị nhóm di dân bất hợp pháp, tội phạm được thả từ cái chính sách mở cửa biên giới của Biden và Harris take over một cái apartment tại Colorado. Khi một công dân của Mỹ bị nhóm Hamas bắt cóc và sáng ngày hôm nay đã bị giết chết một cách thê thảm. Thì đó là cái cách mà đưa ra cái lời statement sáng ngày hôm nay của Joe Biden. Nó cũng giống như những gia đình của những người quá cố trong cái sự kiện rút quân trục quần tại Afghanistan cũng đang chửi bới ông Biden rất nhiều. Tụi nó tạo ra một câu chuyện giả tráo khi mà thật sự ông Trump xuất hiện tại nghĩa trang Arlington. Rồi bây giờ ông Trump và tất cả những người trong 13 cái quân nhân mà ra đi vĩnh viễn tại Afghanistan đứng ra và chửi ông Biden mà vẫn tiếp tục không biết nhục nhã là gì. Chẳng thà ông nói rằng tôi vô dụng, chẳng thà ông nói rằng chính quyền của tôi ủng hộ cho Palestine, còn mà ông nói rằng là ông làm việc không mệt mỏi. Theo bị nghĩ rằng thật sự ông Joe Biden làm việc không mệt mỏi, hay là ông Joe Biden thật sự không có làm việc, thì câu trả lời obvious là chúng ta biết ông Joe Biden chẳng làm gì cả. Cả một cái chế độ chỉ biết xài tiền thôi quý vị, từ tiền cho đến tiền. Cuộc sống của người dân thì lạm phát tràn lan, năng lượng thì vẫn tiếp tục cao, còn trong khi đó công dân của mình bị bắt cóc tại một số của đất nước khác và đã bị ám sát, ám táng và đã bị giết một cách dã man. Mà tới ngày hôm nay họ cũng không công nhận một cái nhóm Hamas cần phải triệt tiêu khỏi vùng đất Palestine, mà họ vẫn tiếp tục cho rằng là cái nhóm Hamas là cần phải tồn tại. Ok quý vị, welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của buổi trưa ngày hôm nay. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi trên live chat là gì. Hôm nay lấy bờ đê, tôi biết rằng chương trình buổi trưa này quý vị cũng ít xem, chương trình buổi tối thì nhiều người hơn, không sao cả. Thì lấy bờ đê, quý vị có ăn uống nhậu nhẹt gì không? Chị Nico nói Vũ Lương có thấy gia đình của 13 sĩ tử làm clip chửi bà Kamala hay không? Có. Gia đình của 13 sĩ tử rất là bực mình và họ rất là giận dữ. Nếu mà thật sự quý vị mà có con cái mà chết một cách thê thảm như vậy, quý quỳ cũng giận dữ. Không đáng. Nói chung lại thì cái đảng Dân Chủ mà quý vị, nó chỉ yêu tiền thôi. Nó nắm cái chính quyền này, nó in tiền thôi. Nó in tiền, nó dục cho cái đám bầu cho tụi nó một cục xương thôi. Còn phần còn lại thì tụi nó ăn nhậu với nhau. Tụi nó ăn nhậu với nhau. Và trong khi đó cái vấn đề Trung Đông hiện giờ quý vị là hoàn toàn là bởi chính sách của Biden hết.
Và cái chết ngày hôm nay của một công dân Mỹ đó thì là hậu quả của chính sách Biden. Lương làm 400 ngàn một năm, quá ư là sung sướng. Quá ư là sung sướng. Mà chỉ đi du lịch thôi, đi chơi thôi, chứ có làm gì đâu. Đây nè, hình như là đây là cái video của những người Gold Star mà. This is Mark Schmitz, Gold Star father of Marine Lance Corporal Jared Schmitz. Here we are on a beautiful holiday weekend day. I gotta stop what I'm doing, spending time with what's left of my family, to address a heinous, vile, and disgusting post put out by Kamala Harris, trying to incite those that don't follow the truth that President Trump was in Arlington as a political stunt. Shows you how much you know about the 13 families. We invited him to be there. Nói chung lại là họ hoàn toàn đang nói về cái sự kiện mà bà Kamala Harris, nó đang sự xuất hiện của Tổng thống Trump tại Arlington là mục đích chính trị. Thì họ lên họ chửi thôi quý vị. Sử dụng cái từ là disgusting. Thì tôi nghĩ những cái điều này nó nói lên một cái chính quyền không có con tim và khối óc, và đặc biệt là bà Kamala Harris. Vậy thôi. Nó có tới 13 cái video, tổng cộng là 2. Tôi nhớ là mà Tổng thống Trump lên cái trang mạng của True Social, và tổng cộng là đã coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái thông điệp gửi cho Kamala Harris. Và trong đó 8 người xuất hiện tại Arlington vào thời điểm đó. Kinh hoàng thì quý vị. Chị Trung Ngân nói rằng là mấy cái clip như vậy Vũ Lương không sập title để khán giả biết nhiều về chính quyền Kamala Harris và Biden. Chị có mua membership của The VLKT News tiếng Việt chưa? Chưa mua mà hỏi han nhiều quá. Quý vị à, cũng phải chờ tôi có thời gian. Tôi phải training nhân viên nữa chứ. Tôi phải kiếm cách để trả lương cho nhân viên phụ tôi nữa chứ. Tin tức thì nó cả đóng luôn thì làm sao mà. Vì thấy là tờ báo Epoch Times mà nó còn phá sản. Tôi đang đi con đường phá sản đây nè. Tôi đang đi con đường phá sản. Tờ báo Epoch Times bây giờ tiếng Việt nó phá sản mẹ rồi. Một lần thứ 6 tôi còn nhận được cái báo giấy. Bây giờ không còn cái tờ giấy để nhìn. Thì nói chung là tôi cố gắng keep ba cái YouTube channel là như vậy. Không đủ cái thời gian quý vị. Nhưng mà tóm lại thì rất là thú vị thôi. Nhưng mà nếu mà thật sự nghe tất cả những câu chuyện này chúng ta khoái đó, rất tội. Rất tội cho ông Trump. Vậy thôi. Tội cho ông Trump khi ông Trump có cái lòng với nước Mỹ, mà cái đám truyền thông và dân chủ gần như nó vẽ về một câu chuyện và nó trốn tới cái trách nhiệm là 13 người lính Mỹ này chết là bởi vì Kamala Harris, chứ không phải rằng là chết bởi vì ông Trump. Thì sự trốn tránh trách nhiệm của truyền thông và Kamala Harris và Joe Biden, để chúng ta thấy rằng là cái chính sách về ngoại giao của Biden và Kamala Harris là hoàn toàn thất bại. Và chúng ta không thể nào tiếp tục cái chính sách ngoại giao thất bại nữa cho 2025 là như vậy. Ok. Câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Ok quý vị, tin tức thì chúng ta đã cập nhật chuyện buổi trưa ngày hôm nay đó. Không biết rằng quý vị có gì vui không? Buổi trưa này có gì vui không quý vị? Vì có gì vui không cho tôi biết.
Trên live chat có câu hỏi gì đặc biệt không? Những cái thông điệp này đó thì tôi nghĩ được cái trang mạng của X được đưa ra từ cái Trump team trang mạng của X. Ông Trump mặc dù không xuất hiện trên trang mạng của X, nhưng mà cái Trump team của 2024 thì xuất hiện trên trang mạng của X. Cái đoạn video của Mark Spitz đã draw được 1.8 triệu người xem. Kinh lắm quý vị. Trong cái đoạn cái video của Jack Lynn Smith là được 359.000 người xem. Nói chung là những người cha người mẹ này thì họ cũng rất là mệt mỏi với sự xảo trá của chính quyền Biden và Kamala Harris, nên họ mới gửi những cái thông điệp vậy thôi. Những cái thông điệp này là bảo vệ cho ông Trump, rồi kể cả luôn thông điệp của Corel, người mẹ của Gold Star Sanchez, được 378.000 người xem. Thì cái điểm chính những cái thông điệp này là gì? Đó là họ muốn bảo vệ cho ông Trump. Họ muốn đưa ra một cái lời nói công bằng để vạch mặt cái sự xảo trá của bà Kamala Harris và đám truyền thông dịch tả thổ tả, và cho rằng ông Trump xuất hiện tại Ellington chứ có mục đích chính trị. Vậy thôi. Ok. Câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Để coi coi có gì vui không? Lâu lâu trở lại quảng cáo của Trời Tiền có ai mua không? Trở lại Trời Tiền 8 đầu 8 đuôi và 4 con số 2 chính giữa. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Câu hỏi tiếp theo là gì quý vị? Cái chương trình buổi trưa thì đa phần là chúng ta có một vài số bản tin cập nhật buổi trưa. Thành ra quý vị nào muốn xem cái chương trình tin tức nhiều thì hãy vào buổi sáng hoặc là buổi tối của tối nay. Còn nếu không có câu hỏi nào trên live chat thì chúng ta sẽ chia tay. Chúng ta sẽ chai tia và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình của đêm tâm sự. Chúc quý vị buổi trưa thật là an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.